Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay lại gửi tiếp cho người hoài cần câu nha mọi người. Có những cây cần mà mình chọn kho nè, có những cây cần chuyên việc cho anh em câu tôm, câu cảm giác. Giá tầm khoảng 250k một cây thôi. Bên đây là cần lăn xê, cây đã qua 3 khúc nè, 650k. Bên đây là hoài cây sưu tầm nhé. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không có clip shop lên á thì em cứ gửi shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Người mã thứ nhất thì mã thứ nhất là một cây cần phíp phíp này. Cây này cây phíp này đó. Cây một cây phíp 3 khúc, cần 3 khúc nha mọi người. Phen inox đó. Thì cây này dài 1m8 nhé, hàng China, xuất kích thường Nhật. Phen kiện ok, phôi ok hết nha. Đó. Cái này nếu xếp về độ cứng thì cái này cứng ra tầm khoảng 20 thôi, 15-20 cho anh em về câu tôm, câu cá trắng, câu cá hăng chạp, câu cảm giác nha. Đó. Rồi, thì cái này ngoại hình xây sát nha mọi người. Đó, ngoại hình xây sát. Thì cái này nặng 130g, đọt 1.8L, giá cây số 1 250k cộng xếp nhé. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho người là một cây cần 1 khúc nha mọi người. Đó, cây 1 khúc, cây là một cây Hechi 1 khúc. Cho anh em cũng về câu cá trắng luôn nè. Đó. Phôi phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Cây này nội địa nhé, nội địa Nhật. Cây này dài là 1m25. Đó. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji đỏ xám. Đọt của nó trên đây sẽ là đọt tháp nhé. Tăng cảm giác, tăng được cả tải lên. Cản máy chèo của Hechi. Bát là bát Fuji, bát kẹp. Cần cũng còn khá ok nhé, cây 1 khúc mọi người. Thì cái này nặng 100g, đọt 1.1L. Độ cứng ra tầm khoảng 10-15 nhé. Đọt tháp, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Đó. Khá là đậm nhé. Và cây số 2 giá công khai 400 nha mọi người, 400k cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho người quẳng một cây cần 1 khúc. Bát thẳng. Cây này của chất của China mọi người. Cây này dài 1m2 nhé, dài 1m2. Phen là phen lỗi xứ mà phen hãng nha mọi người. Đây. Phen lỗi xứ phen hãng. Đó. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Đó, độ cứng ra tầm khoảng 20 cũng khá là đanh. Đó. Cho anh em về câu tôm, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Tổng thể của hình còn có xe xác nhé, chứ không phải là sức mới lắm đâu. Đó. Cần sao thì mình sẽ cố gắng báo cho anh em cụ thể như vậy. Rồi, cái này dài 1m2, nặng 95g, nặng 98g, đọt 1.4L, độ cứng ra tầm khoảng 20-30, giá ống khay cái số 3, giá là 250k luôn nhé. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 ra cho người là một cây cần UL. Đó. Cây này thì mình soạn kho ra. Đó. Đây cản nhận cản 3 khúc, đọt thì mình thấy nó là đọt đọt đặc nha mọi người, đọt đặc. Phen của nó là phen sứ mà phen hãng, bát hãng. Đó. Đây. Kêu phen đầy đủ. Thì cái này dài 1m98 mọi người, dài 1m98. Độ cứng là UL, độ cứng cái này dịu lắm. Đây, đó. Khá là dịu nha mọi người. Này. Cũng hình chữ C được nè. Đó. Cái này về cho anh em câu tôm, câu cảm giác gì thì chơi thôi. Đó, đây. Rất là dịu nha mọi người. Đây, mình nắm mình kéo thế này. Thì cái này dài là 1m98, nặng 90g, đọt 0.8. Độ cứng cái này nếu đổi qua cần 2 khúc á, thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 thôi nha. Rồi, giá ống khay cái số 4, giá là 250k luôn. Tiếp theo cây số 4 là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho người là một cây cần dạng cần Ikeda. Vì đọt nó quá dịu rồi mọi người. Đó. Đây. Đọt nó có sẽ cuốn hình chữ O được nè. Đó. Cây này về cho anh em câu tôm, câu cảm giác, câu cá hành, cá cháp gì chơi nha mọi người. Đọt sợi tia tinh. Cần tổng thể mới nhé. Còn tinh đó sáng, phiên hãng, bát hãng. Đó. Cây này dài 1m65. Thì cái này nặng 100g, đọt 1L, dài 1m60g, độ cứng ra tầm
Gọt cứng thì bó tay rất là dẻo nhá. Anh em mua cái này thì anh em nhớ kỹ là cái này rất là dẻo đó. Đây uống hình thế này rồi, giá không thay cây số 5 giá là 250k luôn. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 là cho người một cây cần dây trong đó. Một cây dây trong còn khá là mới và rất là xuất sắc. Thì đây một cây dây trong của hãng Suzumi nha mọi người, một hãng Suzumi, bass của nó là bass Fuji đó. Phôi là phôi carbon nhé, phôi carbon. Cái này cứng 15 và 1m5 đó, cứng 15 và 1m5 cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Không thôi anh em nào thích dựng lại cần á thì anh em lấy mấy cái phôi nè về dựng lại cực kỳ im nhé. Đó, hàng Suzumi. Thì cái này nặng là 125g, đọt 2.3, cứng 15, dài 1m5. Rồi giá công khai cây số 6 giá là 350k cây số 6 nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây cần 2 khúc. Thì cây 2 khúc này một cây cần 2 khúc của hãng Alpha Taco. Đó, Alpha Taco. Cái này của Korea sản xuất mọi người. Đó, hàng Korea sản xuất hãng Alpha Taco. Fan của nó là fan Fuji, phôi là phôi carbon, đọt là đọt thấp, thì tinh. Đó. Bát Fuji luôn nhé. Đây, Alpha Taco phôi carbon mọi người, đọt thấp. Cần thì có xây sát nhé, cần có xây sát. Đó. Đây, cần có xây sát nhưng không ảnh hưởng tới phôi nhé, phôi còn rất là chuẩn. Thì cái này nặng là 195g, dài. Cái này dài sẽ là 1m8, nặng 195g, đọt 2.3, đọt cứng ra tầm khoảng 120 đến 150 nha mọi người. Đó, đọt cứng 120, 150 cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, câu đáy. Rất là cứng. Rồi giá cũng khai cái số 7, giá là 450k nha mọi người, 450k cái số 7. Tiếp theo cây số 7, cây số 8. Cây số 8 lên cho người một cây dạng cần cắm gốc mọi người. Đây, cắm gốc mà cây là cây Phíp. Thì cái này từ Nhật về nhé. Bass của nó sẽ là bass Fuji nha mọi người, bass là bass Fuji FS7 nè, đó. Fan của nó là fan dạng fan cầu biển nè, là fan Fuji luôn nhé. Khúc trên đây là khúc tháp. Tháp của đọc thủy tinh nha mọi người. Đây đọc thủy tinh. Đó, đây đọc thủy tinh nhé. Độ cứng cái này thì rất là cứng. Độ cứng mình test nó ra tầm khoảng 200 đến 300 lần. Độ cứng rất là cứng. Cây này thì thích hợp cho anh em nào câu câu dạng câu đáy mọi người. À, để mình đo cây này nhiêu ta. Như là cây này là 1m3 nha. 1m3 dạ, 1m3, 1m25 gì đó. Đã anh quên đo. Càng rất là cứng nhá. Đây, đè không đè thế này mới cong nè. Đó. Rồi. Thì cái này nặng 280g, đọt 42, độ cứng ra tầm khoảng 200-300. Giá công khai cây số 8, giá là 350k nha người, 350k cộng xếp cây số 8. Cây số 8 này mình đo là 1m35 nha người, 1m35. Đó. Tiếp theo qua đây. Qua đây là những cây cần dạng hàng cũng mới, đẹp và sạch sẽ. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên tiếp cho người là một cây cần Hechi. Thì đây một cây Hechi carbon 2 đọt. Đó. Của hãng Alpha Taco. Fan của nó là fan Fuji loại xám, bass là bass Fuji, cần còn tương đối sáng nha mọi người. Cần tương đối sáng nè, sáng và đẹp. Thì cái này có hai đọt, một đọt cứng 10, một đọt cứng 20. Phôi carbon, phôi carbon và đọt là đọt tháp nhé. Thì đọt 10 của nó sẽ còn nguyên zin và đọt 20 của nó đã bị gãy nha mọi người. Gãy cái đọt nè, đó. Thì giá này bán thì xem như cần một đọt đó. Đây, hai đọt và xem như một đọt, giá cực kỳ ok luôn. Cây Hechi này về cho anh em là câu tôm, câu ca trắng, câu hanh, câu cháp, dạng anh em câu trên ghe, trên bè, câu cảm giác nhé. Phôi carbon nhé, phen Fuji, phôi carbon, bass carbon. Thì cái này nặng là 100g, đọt 1.4, cứng là cứng mừng. Đọt gãy thì mình chưa không đo nhé. Đọt gãy này bây giờ chắc nó ra tầm khoảng cứng tầm khoảng 20, 25, 30 rồi mọi người.
Rồi, giá không khác cây số 9, giá là 650k người. À 650k cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 là cho người vẫn một cây cần Heiji. Thì cây nào cây cần Heiji của hãng Suzumi. À Suzumi, cây này của China sản xuất nhá, Suzumi. Thì cây này xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Bát là bát Fuji FX6, fan là fan Fuji loại xám. Phôi của nó là phôi carbon. Đó. Phôi carbon. Đọt là sẽ là đọt tháp nha mọi người. Đa phần Heiji sẽ là 100% đọt tháp. Đây, fan Fuji loại xám nhá. Cần thì còn tương đối ok, tổng thể ngoại hình có xe xác. Cần nguyên zin nha mọi người, nguyên zin. Cái này nè, đọt nó ra tầm khoảng cứng ra tầm khoảng 15 thôi nha mọi người. À, rất cảm giác nó sẽ quéo cái đọt, nó sẽ cong cong cái đọt, phát tín hiệu cá rất là tốt luôn này, báo tín hiệu cá rất là tốt. Thì cái này cứng 15 và 1m8, nặng 122g, đọt 1 ly mốc, đọt 1 ly nha mọi người, đọt 1 ly. Rồi giá cũng thấy cái số 10, giá là 650k nhé, 650k số 10, một cây carbon, đọt tương đối, báo tín hiệu tương đối tốt nha mọi người. Đó tốt hồi nãy nè. Đó. Tiếp theo cây số 11. Cây 11 lên cho mọi người là một cây cần cho mọi người câu ngâm. Đó. Cây 11 lên cho mọi người là một cây cần nội địa nha mọi người. Đó, một cây sinh hoa nội địa Nhật, phôi carbon nè. Rất là mới. Phôi carbon rất là đẹp chứ. Cây này xuất sắc nhiều lắm. Đây, một cây sinh hoa dài 2m4, báo tầm báo Fuji Japan. Gốc của nó sẽ là gốc đối trọng, cán gỗ nha mọi người, cán gỗ. Fan của nó là fan Fuji loại xám. Thì fan của nó thì có một vài fan nó keo nó bị lỗi mọi người, mình đi keo lên nè, keo chỉ lên nè. Cái này thì anh em không quan trọng ngoại hình thì xách về, câu bạo lực, câu ngâm thả ra luôn. Đây, có mấy keo mới này là mình đi keo chỉ lên nha mọi người. Cần mình đi keo chỉ lại thì mình bảo mình đi keo chỉ lại thôi. Đó. Khỏi giấu anh em thì mất công. Đây cần xây xác. Đó. Cần xây xác báo cho anh em xây xác. Rồi được cái phôi cây này rất là chắc nhé. Phôi chắc đánh ô vô tư. Và rất ok nha mọi người. Đó. Đây mình nhẵn nhúng 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 thế này mà. Rất là êm nhé. Thì cái này nặng là 414g. Dài 2m4. Đọt 21, độ cứng ra tập khoảng 80 đến 100. Rồi giá phát cây 11, giá là 600k cộng ship cơ 1, một cây carbon. Đã về cho anh em câu ngâm bạo lực mà giá 600k rất ok nhé. Tiếp theo cây số cây số 11 600k. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 lên cho người một cây cần của hãng Daiwa. Đây một cây Daiwa. Thì đây một cây Daiwa nội địa nha mọi người, một cây Daiwa nội địa. Đó. Fan của nó sẽ là fan Fuji loại xám. Phôi của nó sẽ là phôi gò mép nha mọi người. Đó, dòng gò mép là phôi carbon sáng ít nhá. Đó. Bám tầm bắt thẳng nha. Đây, phôi dạng carbon sáng ít vảy cá nè. Đó. Lớp này anh em không thấy do nó sơn lại nha mọi người. Sơn lại thì không thấy đâu. Phôi sẵn vảy cá. Mã code đầy đủ. Thì cái này cứng 30 dài 3m3 cho anh em nào dạng câu ngâm, câu cảm giác, câu lăn xê, câu cha, câu chép nhé. Câu lăn xê, câu chép là vô tư. Đây mọi người, fan là fan Fuji loại xám. Bu là bu dạng bu xít nha mọi người, bu xít mới chê, cần loại đẹp mà. Phôi đây mọi người, phôi rất là đẹp nhé. Đây phôi tổng thể của mình rất là đẹp. Cây này thì giá chỉ có 650k thôi nha mọi người, 650k. Và cây này nó có bị một lỗi, một lỗi duy nhất. Giờ anh em tự khắc phục lại giùm mình nhé, rất là dễ khắc phục luôn. Càng còn phôi còn rất là đẹp. Thì cái này nặng là 296g, đọt 2 ly cũng 30 cho anh em câu lăn xê, câu ngâm, câu tra, câu chép nha, dạng câu cảm giác. Và cái này giá cây 12 giá là 650k. Do cái fan này bị chóc keo nè mọi người, đó thấy không, mọi người thấy rõ không đó. Cái này anh em kỹ thì anh em về pha KB đổ lại chấm nhẹ cái là xong. Không thôi anh em chấm keo 502 vô câu vẫn ok nhé. Fan keo thì nguyên zin nè mọi người, thấy không, phôi cũng rất là đẹp.
Đó. Rồi giá dạng cho anh em về chấm keo vào giá 650k em ơi, cây số 12 cần nội địa. Tiếp theo 13 lên cho người là một cây cần quẳng, là một cây cần carbon. Đó. Cây này xịn sò mọi người. Cây carbon phen của nó sẽ là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji Seed nhá. Đó, phen Fuji Seed. Bát là bát Fuji. Đó. Thì cái này cần của Alpha Taco, cây này dài 1m9 nhá. Cần Alpha Taco dài 1m9. Bộ trọng sắn phen dẫn là phen dẫn dạng phen dẫn lá nha mọi người. Đó. Rất là đẹp nhá. Dưới đây sẽ là phen bóm. Gần dài chỉ có 1m9 thôi mà phen rất là xịn, phôi cũng rất là ok luôn. Cây này nó bị dơ nè mọi người, nó mình về mình chưa vệ sinh luôn. Đó. Cây này sản xuất tại China, đó, dài 1m9 hãng Alpha Taco. Phen cái này nó đặc biệt ở dàn phen của nó rất là xịn. Đó, buồn trong sẵn phen xịt. Cái này về cho anh em câu ngâm, câu trên ghe, trên bè là hết bài luôn. Đó, càng này rất là khỏe nhá. Độ nảy cũng cực kỳ tốt. Đây, độ đanh của đọt đây. Đó nào. Rất là đanh nhá. Chứ không phải dạng cứng đơ đâu. Đó. Đây. Rồi, cái này nặng là 230g và 1m9, đọt 2 ly, độ cứng ra tầm khoảng 80 nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 80. Coi giá cũng hay cái số 13, giá một giá là 800k nha, 800k cộng ship của 13. Tiếp theo cái 14 lên mọi người một cây hàng hệ. Đây, đó, đây nè, thấy phôi nó là chất lượng liền chứ gì. Đó. Thì đây một cây đai hoa carbon vicker nha mọi người, một cây đai hoa carbon vicker. Thì cái này cứng 120, dài 2m nha mọi người, cứng 120, dài 2m. Đây, đó. Phen đây, phen sẵn ít nhá. Đó. Phôi carbon sẵn nha mọi người. Đó, sẵn ít hai da. Phôi rất là xịn nhá. Và cần còn rất là mới. Phen là phen Fuji loại xám. Bát nó là bát Fuji tem vàng. Và phôi đây rất là xịn nhá. Đây, phen loại xám. Đây, rất là đẹp. Cái phôi keo chỉ rất là đẹp, nguyên zin hết. Cặn này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì độ mới cái này ra tầm khoảng 95% nhé, rất là mới. Đó. Cứng 120, dài 2m thì anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền là vô tư. Đó. Câu ngâm có bạo lực, phôi cần rất là đẹp nha mọi người, phôi sáng nhất nhé, cực kỳ ok liền. Đó. Anh em đi câu mà xách cái cần này ra là đặc biệt liền. Đó. Rất là đẹp cái cần, ngoại hình cũng còn rất là tươi, rất là đẹp. Thì cái này là dài 2m, cứng 120, nặng 240g, đọt 2.4 ly. Rồi giảm hai cái số 14, giá 950k người, 950k cộng ship cái 14. Tiếp theo cái 14 này, cái 15. Cái 15 lên cho mọi người là một cây cần dạng câu ngâm, một cây câu ngâm, phen là phen nòng súng nhá. Câu ngâm phen nòng súng. Thì đây một cây cần của hãng Alpha Taco. Đây Alpha Taco. Và cái này dài là 2m, dài 2m4, cứng 120 nhá. Dài 2m4, cứng 120. Cái này mà đi, cái này mới China nha mọi người, hàng China sản xuất. Xuất cho thị trường Nhật nhá. Cứng 120, dài 2m4. Cái này cho anh em về câu ngâm, câu lăn xê dạng đánh bao lực nhá. Rồi anh em câu biển. Cứng 120 là tương đối cứng đó mọi người. Phen của nó thì cái này đặc biệt của bộ phen là phen Fuji Seed nha mọi người. Phen Fuji Seed và phen nòng súng nhá. Một phen nè. Đó. Ngoại hình phôi cũng rất là mới luôn. Đó. Đây. Phôi rất là mới. Phôi nó khỏi chê đây được. Lâu lâu mới về cái này. Đây. Phen này buồng chống sắn hàng nguyên zin nhá. Chưa độ chế đi keo chỉ là gì hết. Phen xít nha mọi người. Đó. Phen này thì siêu bền, siêu cứng này. Đó. Ga dây rất là mượt. Và anh em thu dây vào cũng rất là ok. Thì cái này nó nặng là 325g. Đọt là 2.8 ly, cứng 120. Rồi, giá công khai cây 15. Giá là 1.1 triệu người. 1.1 triệu cộng ship cây 15.
Đó. Phen ok hết nha mọi người. Vậy cho anh em cầu bạo lực nhé. Tiếp theo cái 16, 16 thì gửi cho mọi người một cây cần cho anh em câu dăng lăng xê, câu cha, câu chép nè. Thì đây một cây cần của Suzumi. Đó, cây Suzumi được sản xuất tại Korea nha mọi người. Bát phen của nó là phen Fuji đỏ xám. Bát của nó là bát thẳng nha mọi người, bát thẳng. Thì cái này cứng 50, dài 2.7, rất là chuẩn cho anh em câu lăng xê nhé, câu lăng xê, câu cha, câu chép. Đây, carbon. Góc này sẽ nó làm carbon sẵn 50. Đó, rất là đẹp, nhìn rất là đẹp nè. Đó. Phen là phen Fuji lõi xám. Đó, bu là bu lõi xám luôn. Cái này mình chưa vệ sinh nhé, vệ sinh lau chùi nó sẽ ra liền, không sao đâu. Đó. Cần thì phen, cần thì đảm bảo với anh em là nguyên zin hết nha. Đó. Coi rất là đẹp. Theo đánh giá cảm quan cá nhân thì cái phôi này nó rơi tập khoảng 95% nhé, 93-95%, rất là đẹp, không có độ xước sát gì nhiều ở phôi hết. Đó. Phen cũng còn ok nha mọi người. Phôi sẵn ít, góc này góc sẵn nha. Thì cái này nặng là 385g, đọt 2.6, cứng 30, cứng 50. Rồi giá ông khai cái 16, giá là 750k người, 750k cái 16. Tiếp theo cây 17, cây 17 lên cho người là một cây cần nội địa nha mọi người. Đó. Đây một cây cần Senwa nội địa Nhật, và cái này đọt của nó sẽ là cứng 80-120 nhé. 80-120 về cho anh em câu bạo lực. Đó, câu cha. Câu lăng xê. Đó. Câu bạc bạc, câu biển nhé. Phôi là phôi carbon. Phen là phen Fuji loại xám. Bát là bát Fuji tem quang. Phôi carbon sẵn nha mọi người. Phôi carbon sẵn. Hàng này hàng được sản xuất tại Japan nha mọi người. Xin qua 2.7 được sản xuất tại đây Japan. Được sản xuất tại Nhật. Phôi rất là đẹp. Cái này cũng còn rất là đẹp. Ngoại hình đánh giá cảm quan cá nhân thì cái này ra tầm khoảng 95% nhé. Đây, phen cũng rất ok ha. Đây, có định vị luôn. Đó. Rất là đẹp cái cây cần. Thì mấy cái này cần này thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh cho mọi người nhé. Đó. Thì cái này nặng là 324g, đọt 2 ly 2, cứng 80-120. Và giá công khai 17, cây là 850k người, 850k 17. Tiếp theo cái 18. 18 lên cho người một cây còn túi, còn hộp nha mọi người, còn hộp. Cái này không có túi, còn hộp thôi. Thì cái 18 lên cho mọi người là một cây căn của hãng Alpha Taco. Đó, cái này sản xuất tại Korea. Và cái này nó dài là 2.4 nha mọi người, dài 2.4, độ cứng cái này ra tầm khoảng 100-120. Đó. Và cái này nó nặng là 295g nha mọi người, nặng 295g, đọt của nó sẽ là 2.1. Đó, còn hộp nha mọi người. Đó. Cái này về cho anh em câu ngâm nè, đó, câu ngâm rất ok á, câu lăng xê. Cây 2.4, cứng 100. Cán của nó là cán mút. Phôi của nó là phôi carbon và căn còn góc là mới. Đó. Đó, phen Fuji nha mọi người, phen Fuji, bát là bát Fuji tam quang. Phôi carbon này, đó, rất là đẹp. Căn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Bu là bu bu xít nha mọi người, bu xít màu trời. Cần này phôi đánh giá cảm quan cá nhân cũng ra tầm khoảng 95-93% nhé. Cần phen phôi rất là đẹp nè. Quá ok cây cần. Rồi giá công khai cây số cây miễn cây số mấy ta, cây số 18, giá 900 người, 900k cộng xếp cái 18. Tiếp theo cuối cùng thì đây là hai cây càng dạng sưu tầm nha mọi người, cây 19 và cây 20. Cây 19 lên cho người là một cây càng của hãng Sakura, và cây này còn túi nhé, một hãng Sakura hàng nội địa Nhật.
và cây này còn túi đó, cây này rất là xịn luôn. Đây đó, anh em nhìn một phen nó đây, phen là phen mạ gon nhóm người, phen mạ gon. Bát của này là bát inox, bát tối trọng đó. Đây nguyên khúc này chắc họ làm inox hết luôn á. Cầm lên khá là đầm tay mọi người, cầm lên rất là đầm tay luôn. Góc là góc tối trọng, phen là phen mạ gon. Có phen này thì nó hơi bị ga ten mọi người, ga ten nó rỉ một tí nè. Mấy phen còn lại là rất là đẹp, đây rất là đẹp nhá. Xi mạ gon rất là đẹp. Cây này dài 2m8, hàng nội địa Nhật nhé, độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 120. Đây mấy cây mạ gon rất là đẹp luôn. Đây đó, xịn sò. Bu là bu chống sắn đó, bu chống sắn mà bu xít. Cái bu này mà anh em mua lẻ ra tầm khoảng 450 đó ngay, 450-500 ngàn cái bu này hay không. Đây bu chống sắn, bu xít nha, bu rất là xịn. Phôi thì cái này đảm bảo mọi người nha, phôi rất là ok rồi. Ngoại hình thì không có xây xác gì nhiều hết, chỉ có các phen hồi nãy mình báo là nó bị ga ten thôi, tổng thể còn lại là rất là đẹp nha. Cây này mà anh em sắp đi câu thì khỏi sử dụng hàng với ai hết, rất là đặc biệt. Rồi không cái gốc cây, cái gốc cây nóc này thôi là lụm tiền rồi. Đây chỉ có một cây phen này nó ra tiền thôi, nó làm xấu cái cần thôi. Phần còn lại là đẹp hết nha mọi người. Thì cây này nó nặng là đâu mất tiêu cái tem lại mình viết coi. Cây này nặng hình như là 700 gram. Đọt của nó để mình đo cái đọt xem. Cây nặng 700 gram, đọt của nó là 3.2 nha mọi người, đọt 3.2, độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 150. Cái này anh em câu tra câu ngâm, anh em câu tra thịt là ok. Sách vô hồ câu tra, sách cái cần không sợ tung hàng với ai hết, và cái cần rất đặc biệt. Rồi giá công khai cây số 19, giá là 1.2 triệu người, 1.2 triệu cộng ship cái 19. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cuối cùng vẫn là một cây cần sưu tầm. Thì đây một cây cần Shimano đó, Shimano của Hippo X, một cây nội địa. Và cái này có hai đọt ngang này, và còn hộp còn túi, và cần này rất là đẹp luôn đó, lâu lâu mới săn được một cây. Thì cây này dài là 1m8 người, dài 1m8, hai đọt, nặng là 140 gram. Thì cái này một đọt 1 ly 5, 1 ly 7 nha mọi người đó. Hai đọt nha mọi người, một đọt 1 ly 5 và một đọt 1 ly 7. Phôi là phôi trắng ít, đây cần rất là đẹp. Một đọt cứng là cứng 25, một đọt cứng 30 nha mọi người. Một đọt cứng 25, một đọt cứng 30. Đây, phôi xăng nhít nhá, cán máy chèo. Đây, sơn rất là đẹp luôn, rất là chỉnh chỉ với một cây cần dạng toàn hợp, toàn túi và chỉnh chỉ cho anh em sưu tầm. Đây, cái quấn cần họ quấn này. Zin từ nước sơn, từ cái phen luôn đó mọi người. Cái này chắc bỏ trong hộp không đi câu luôn quá. Zin hết luôn, rất là đẹp cái căn. Đây, rất là chuẩn chỉ nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 20, giá là 1.4 triệu người, 1.4 triệu cộng ship. Rồi đó là tổng cộng 20 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Không thôi mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại shop để góc đây màn hình cho mọi người. Rồi cảm ơn mọi người.